Tiếp nối thành công của mùa bóng năm 2015, năm nay khối liên kết quốc tế Đại học FPT tiếp tục tổ chức giải bóng đá FIVE Champions League 2016 dành cho toàn thể sinh viên, cán bộ, giảng viên của khối liên kết quốc tế cơ sở Hà Nội. Chương trình diễn ra vào chiều các chủ nhật hàng tuần từ mùng 6 tháng 3 đến 28 tháng 4 tại sân bóng PVV Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội. Giải bóng là sân chơi lành mạnh, giúp phát triển phong trào thể dục thể thao và thắt chặt tinh thần đoàn kết, giao lưu giữa sinh viên và cán bộ, giảng viên trong trường. Giải đấu năm nay quy tụ 20 đội bóng tham gia thi đấu, trong số đó có 15 đội sinh viên đến từ khối liên kết quốc tế, một đội cán bộ giảng viên và một đội khách mời đến từ Bách khoa Aptech, FPT Polytechnic, Approchain. Giải được tổ chức theo hình thức đấu loại trực tiếp chia thành 5 bảng để tìm ra 8 đội mạnh nhất của mỗi bảng vào tranh tài ở vòng bán kết. Tại lễ khai mạc này, thầy Phạm Văn Vững, trưởng phòng đào tạo đã đại diện nhà trường lên phát biểu khai mạc giải bóng. International students, I'm just gonna have some quick words. Thank you for joining. Then we have only two things to say. First one is please fair play. Second one is I wish that you have a very good Champions League this year so that you could play on your best. And if you really have to choose one out of the two, please fair play is the first one to choose. Okay, thank you. Cảm ơn. Sau hơn một tháng thi đấu nảy lửa, trải qua 46 trận đấu, hai đội FC Hot Boy và FC Poly đã xuất sắc đi vào chung kết, cùng đó là trận tranh giải 3-4 của FC Staff và C1510C. Đây được xem như là hai trận đấu được mong đợi nhất của mùa giải. Đấu đã kết thúc với kết quả chiến thắng thuộc phần may mắn nhưng đầy thuyết phục dành cho FC Hot Boy với tỷ số 1-0. Chức vô địch đã đến với FC Hot Boy trong mùa giải thứ hai họ thi đấu tại FIVE Champions League. Ngay sau trận chung kết, lễ trao giải và bế mạc giải đấu đã diễn ra vào chiều ngày 24 tháng 4 tại sân bóng PVV Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội. Sau 8 tuần tranh tài với 48 trận đấu, FIVE Champions League đã ghi nhận 202 bàn thắng, trung bình 4,25 bàn trên một trận, với sự tham gia của 240 cầu thủ. Anh Lê Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Đào tạo Đại học Khối Liên kết Quốc tế Đại học FPT đã đại diện nhà trường gửi lời chúc mừng giải bóng diễn ra thành công tốt đẹp. Kết thúc mùa giải, chủ nhân của các giải thưởng đã lộ diện. Đội vô địch giải FIVE Champions League năm nay đã thuộc về đội FC Hot Boy. Giải nhì thuộc về đội khách mời FC Poly. Hai giải 3-4 lần lượt thuộc về đội C1510C và FIVE Staff. Giải vua phá lưới đã thuộc về cầu thủ Vũ Ba Luân của đội FC Poly với thành tích 18 bàn thắng. Qua việc tổ chức giải, các sinh viên FIVE đã có cơ hội thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị, giao lưu, học hỏi, hiểu biết lẫn nhau và nâng cao trình độ chuyên môn bóng đá. Giải đấu cũng là một cơ hội để mỗi đội bóng thẳng thắn nhìn lại về thực lực của mình, những nhân tố mới cần bổ sung, những điểm yếu cần phải khắc phục sớm để các đội bóng có được nhiều cơ hội hơn trong giải đấu tới. Em rất vui vì đội mình sau những ngày tháng chiến đấu với các đội bóng khác thì đã giành được giải 3 và rất cảm ơn trường mình là đã tổ chức một cái giải như này để cho bọn em học sinh sau những cái giờ mà một suốt ngày cắm mặt vào máy vi tính lại có thể giải lao và có thể tham gia cái hoạt động thể thao nâng cao sức khỏe và tinh thần như này. Qua cái giải này thì anh thấy là tất cả các khối trong thuộc đại học FPT rất là liên kết với nhau và mong rằng trường sẽ tiếp tục giữ được cái truyền thống này và tất cả mọi người sẽ tiếp tục đoàn kết hơn. Cảm nghĩ của tôi cảm thấy rất là vui vì đã giành được chiếc cúp vô địch này. Đây là chiếc cúp thứ hai mà tôi đã giành được trong năm 2016 năm nay. Thành thật rất cảm ơn FC Hot Boy đã cho tôi những cảm xúc thật khó tả khi cầm lấy chiếc cúp vô địch này. Họ đã cùng tôi vượt qua được rất nhiều gian nan trong 8 tuần thi đấu, rất nhiều khó khăn để mang được chiếc cúp vô địch này về cho nhà trường cũng như về cho FC Hot Boy. Lần nữa xin chân thành cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn nhà trường đã tạo ra một sân chơi lớn dành cho tất cả các sinh viên trong trường.